Rồi, qua đây các bạn nhìn thì mình thấy khúc ở trên cùng á, các bạn sẽ có là cái phần là trường đại học Tây Nguyên, khoa học tự nhiên và công nghệ. Các bạn nhìn thấy là nó thẳng hàng ở chính giữa đây đúng không? Bên này cũng có một khối chữ nữa, nó cũng được canh giữa tại một cái điểm này, đúng chưa nào? Và chính vì hai cái canh giữa này nên mình mới biết rằng là ở đây chắc chắn là mình phải sử dụng một cái táp giữa rồi thì mới tạo ra được cái định dạng như thế. Phần tiếp theo các bạn thấy là lịch giảng dạy theo tín chỉ là có một cột canh giữa thôi và nó nằm ở ngay chính giữa tờ giấy luôn, cho nên mình sẽ sử dụng canh lề giữa. Tiếp tục xuống dưới các bạn nhìn nè, thẳng hàng bên tay trái nè đúng không, thẳng hàng bên tay trái nè và có dấu chấm chấm ở đây. Thì thông thường để cái dấu chấm chấm này mà được đẹp mà đều nhau thì người ta phải sử dụng táp, với lại cũng để tạo cho nó thẳng hàng như thế này người ta cũng phải sử dụng táp. Tuy nhiên là cái đầu tiên nó sát với lề giấy cho nên mình cũng không cần để canh táp nữa. Nhưng có cái ở giữa này thẳng hàng bên tay trái thì các bạn sẽ sử dụng cái táp trái. Và thường ở vị trí kết thúc bên tay phải này người ta sẽ sử dụng một cái táp phải. Chưa? Rồi tiếp theo đây là rõ ràng là mình phải sử dụng bảng rồi. Nhưng mình phân tích cái bảng này thấy người ta thể hiện như sau này. Ba cái đường viền xung quanh ở đây thì đều là in đậm. Được chưa? Còn cái đường viền cuối này là một đường viền mà nét gạch là hai gạch. Đúng như nào? Còn cái đường ngang ở giữa này á thì chấm chấm. Còn đường ngang trên này thì là một nét gạch liền và đường ngang ở giữa này cũng là dấu chấm. Còn tất cả cái gạch dọc này á thì đều là một nét thẳng hàng. Như vậy rõ ràng là cái việc trang trí cái bảng này á, là các bạn phải sử dụng các cái thao tác để trang trí đường viền, đúng không? Cũng tương đối phức tạp. Rồi tiếp theo ở chỗ này mình cũng sẽ cần có hai cái táp giữa giống như ở trên. Kéo xuống ở đây các bạn thấy cột ghi chú phải có một cái dấu như thế này thì nó là cái bullet numbering này. Đúng chưa? Có một cái đánh dấu đoạn. Và dấu chấm chấm đều như thế này thì các bạn cũng cần phải có một cái táp phải dừng ở đây để tạo ra cái dấu chấm chấm đẹp như vậy. Rồi khi mà các bạn nhận một cái đề thi, các bạn cũng nên làm giống như cô, tức là mình nhìn sơ qua cái bài của mình xem ở chỗ nào dùng cái gì. Thì giờ mình phân tích tổng quát sau đó mình bắt đầu tiến hành làm. Thì đầu tiên các bạn sẽ đặt hai cái táp giữa cho cái tiêu đề của văn bản. Đây. Các bạn bấm ở chỗ giao nhau của hai thanh thước này nha để chọn ra đúng cái táp giữa. Giả sử như mình chọn ở một vị trí số 4 và vị trí số 12 đi. Các bạn sẽ có là gì, trường Đại học Tây Nguyên. Bấm tab để nó di chuyển vào vị trí tab này. Bấm tab tiếp theo để nó di chuyển sang vị trí ở giữa tiếp theo, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Rồi enter xuống dòng. Khi các bạn enter xuống dòng thì cái vị trí tab này nó cũng đi theo luôn ha, nên bạn không cần phải canh lại nữa, các bạn bấm phím tab nó lại vô lại cái vị trí canh giữa hồi nãy. Khoa học tự nhiên và công nghệ, cái này có in nghiêng, đúng chưa? Các bạn bấm Ctrl Y để cho nó in nghiêng. Khoa học tự nhiên và công nghệ. Rồi, độc lập tự do hạnh phúc, các bạn để ý nó cũng in nghiêng luôn đúng không? Nên mình để nguyên vậy, bấm tab qua. Độc lập tự do hạnh phúc, tên này viết hoa này. Rồi xuống dòng, bấm tab vào, cái này hết in nghiêng rồi, giờ cho nó thẳng lại. Bấm Ctrl Y một lần nữa, hoặc các bạn có thể chọn các cái nút ở trên này. Đúng chưa? Ở đây các bạn thấy mình phải chèn ký tự đặc biệt là hai cái móc tròn tròn ở đây. Thì các bạn muốn chèn thì các bạn vào Insert và qua bên này các bạn chọn là symbol. Có những cái ký tự đặc biệt nào mình vừa mới dùng gần đây thì nó sẽ nằm ngay cái vị trí mình mong muốn ngay chỗ này, còn nếu không thì các bạn bấm vào more symbol, trước mắt là có rồi thì mình chọn cái đã ha. Cái này rồi giờ tới cái này đúng chưa? Rồi tiếp theo ở đây là ba dấu bằng, chữ O nhỏ, chữ O lớn. Ừ. Rồi chữ O nhỏ lại 1, 2, 3. Đúng chưa? Rồi giống giống rồi đó. Hình như cái này là chữ O chứ không phải số 0. Chữ O lớn rồi. Xuống dòng.
đến ngang đây các bạn thấy là mình còn không cần dùng cái tab này nữa thì các bạn bỏ hai cái tab này đi để tránh trường hợp sau này mình cần dùng những cái tab khác thì nó lại lộn xộn đủ kiểu hết, đúng chưa? Mình kéo xuống là nó sẽ mất. Bây giờ các bạn canh giữa để ghi cái tiêu đề thì các bạn bấm vào đây hoặc bấm Ctrl E trên bàn phím lịch giảng dạy theo tín chỉ. Hay là ở chỗ này các bạn có in đậm đúng không? Vậy thì mình cũng in đậm vào. Chưa? Cái trường đại học Tây Nguyên hồi nãy ở trên này cũng in đậm nè. Rồi xong cái lịch giảng dạy theo tín chỉ rồi, các bạn tới phần là giảng viên bộ môn. Như mình phân tích hồi nãy á, là các bạn đặt một cái tab trái ở chỗ này và một cái tab phải ở cuối đây đúng không? Như vậy các bạn phải thay đổi, cái này là tab phải nè, chọn một cái ở cuối. Rồi bấm tiếp để nó quay về tab trái lại. Và một vị trí ở giữa cô cho là số 8 đi. Rồi. Và ở đây là gì? Phải có dấu chấm chấm ở ngay trước số 8, cũng phải có dấu chấm chấm trước cái số 15. Cho nên các bạn bấm đôi vào cái vị trí tab này ha. Từ từ. Nên thì mình tìm cách khác, các bạn vào trong cái paragraph này, các bạn chọn tab ở phía dưới thì nó cũng sẽ ra cái hộp thoại tab cho mình. Thì ở đây mình thấy là có hai vị trí 8 với lại 15 mình vừa mới đặt, đúng không? Các bạn chọn số 8. Sau đó các bạn chọn dấu chấm 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 này. Set. Ok ha. À khoan, còn một cái nữa là cái số 15. Đây. Cái số 15 là ở chỗ này. Thì các bạn cũng chọn dấu chấm chấm luôn, bấm set nè. Ok nè. Rồi như vậy là mình đã cài đặt cái hai cái tab này có dấu chấm chấm rồi. Bây giờ các bạn đánh máy chữ giảng viên. Ctrl B ha. Giảng viên. Rồi, tiếp theo là bộ môn. Xuống dưới là gì? Thời gian học. Tới đây thì các bạn không còn cần dấu chấm chấm nữa nhỉ. Thời gian học 2 chấm từ 3 chấm mà trong ngày tháng năm thì các bạn cứ viết bình thường thôi ha, không cần phải dùng tab gì hết á. 2020. Xong rồi các bạn thấy là tiếp theo là đến ngày bao nhiêu đó. Đáng lý ở chỗ này là các bạn bấm tab thì nó sẽ hiện ra dấu chấm chấm, đúng chưa? Nhưng bây giờ mình không muốn nó hiện nữa thì các bạn lại phải cài đặt lại, bỏ dấu chấm chấm ở vị trí này đi, đúng chưa? Và tab lại nè. Và cái số 8 ở dòng này thì các bạn chọn nâng để không nhìn thấy gì cả, đúng chưa? Quên, bấm set thôi là được rồi. Rồi cái số 15 bạn cũng chọn nâng, bấm set là nó khỏi tắt hộp thoại này. Tiếp theo là gì? Đến ngày chấm 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 rồi gạch rồi chấm 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 rồi gạch 2020 ví dụ vậy. Rồi. Xuống dưới này các bạn thấy là mình không dùng tab nữa thì các bạn có thể kéo thả hoặc là các bạn bấm phím Ctrl Q thì nó sẽ mất hết. Rồi tiếp theo là các bạn phải chèn cái bảng này vô, mình đếm xem bao nhiêu cột, bao nhiêu dòng. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9. Vậy là 9 cột đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 cột và 6 dòng. Như vậy các bạn vào Insert này, chọn Table này, 6 cột và 9 dòng. À xin lỗi, 9 cột và 6 dòng. Rồi cột đầu tiên đó là gì? Ở đây các bạn phải, mình để ý là ở chỗ này các bạn phải trộn hai ô lại, trộn hai ô lại, trộn hai ô lại, đúng chưa? Muốn trộn lại thì các bạn vào trong cái phần layout đây, các bạn sẽ có cái phần trộn ô này, đúng chưa? Tương tự như vậy, các bạn có thể bấm chuột phải và trộn nó nhanh hơn. Đó, tùy theo cái mình muốn dùng cái nào thì mình làm.
trộn 4 ô, sau đó là 5 ô này thì mình lại trộn theo hàng ngang đúng chưa? Rồi xong ở dưới đây là mình sẽ ghi lại. Bây giờ mình đánh máy vào buổi mã học phần, tên học phần, rồi ghi số tín chỉ. Đây là ghi lịch học và phòng học. Ở dưới này mình có là gì? Thứ hai, thứ ba. Từ 5, 6. Ở đây các bạn cũng phải trộn ô là sáng chiều đúng chưa? Rồi xuống dưới này là chiều. Rồi như vậy là về chữ viết là mình đánh máy xong hết rồi. Bây giờ tới lượt mình trang trí cái văn bản, à cái bảng. Bây giờ mình chỉnh lại cái kích thước một chút. Rồi buổi cho nó nhỏ lại, tên học phần nó rộng ra, mã học phần nhỏ lại đúng không? Số tín chỉ cũng nhỏ nhỏ lại thôi. Rồi ở đây các bạn thấy là chữ thì phải canh giữa cả bốn bên, cho nên các bạn bôi đen khúc này vào trong cái phần layout đây. Các bạn chọn cái ở giữa này thì nó sẽ đều bốn bên được chưa? Còn cái này thì ở giữa ô thôi thì các bạn chọn cái nào cũng được đó. Rồi tiếp theo là các bạn phải tô màu nền cho tất cả ô này thì các bạn bôi nhé, xong rồi vào trong cái menu design các bạn chọn là shading đúng chưa? Shading các bạn tô thì bạn chọn cái màu nền cho phù hợp, cho giống. Rồi ví dụ cô chọn màu này. Như vậy là mình đã tô xong được cái màu rồi. Bây giờ các bạn phải chọn được tiếp tục trang trí hai cái đường dọc này là hai đường đậm và đường ngang ở phía dưới. Như vậy mình chọn nguyên bản nè. Vào border đúng không? Như vậy bây giờ mình muốn trang trí thì mình sẽ chọn một cái đường ở đây. Chưa? Cái đường này là đường đậm cho nên là các bạn tăng cái độ dày của nó lên. Rồi bấm lại lần nữa này, bấm bên này nữa đúng không? Tiếp theo là bạn chọn cái đường đôi và bạn chọn ở vị trí dưới này. Rồi bấm ok nha. Thì các bạn sẽ thấy là gì, mình có đường đậm hai bên và đường đôi ở phía dưới rồi đúng chưa? Tiếp tục các bạn có đường ở giữa đây là bình thường rồi đúng không? Giờ chỉ có là gì, cái đường ngang này á là phải chấm chấm chấm. Như vậy là mình sẽ bôi cái khoảng giữa này thôi. Rồi sau đó lại vào cái border, vào cái border lại và các bạn chọn dấu chấm chấm trước đúng chưa? Sau đó là các bạn chọn đường ngang. Ok. Thì các bạn thấy là mình sẽ có cái đường này là đường ngang rồi, dấu chấm chấm rồi. Tương tự như vậy các bạn cũng bôi đen mỗi hai ô ở dưới thôi. Rồi các bạn mà chọn lại dấu chấm chấm rồi chọn cái đường ngang là được. Ồ, như cô bấm nhầm rồi đúng không? Bấm nhầm chỗ này rồi. Cái đường dấu chấm chấm nè, xong rồi chọn đường ngang nè. Đó, ok. Rồi. Như vậy thì mình đã trang trí xong cái bảng theo yêu cầu rồi đúng không? Tiếp theo các bạn thấy là hai cái tab giữa khoa học tự nhiên công nghệ và Buôn Ma Thuột ngày tháng 5. Thì xuống dưới dòng đây các bạn lại phải canh tab giữa lại lần nữa. Chọn cái tab giữa nè. Buôn Ma Thuột ngày tháng 5.
Rồi, dưới là gì? Phòng đào tạo, đại học. Bây giờ mình quay lại, mình để ý là cái chữ khoa khoa học tự nhiên và công nghệ nằm dưới cái chữ Buôn Ma Thuột này đúng không? Cho nên là các bạn phải xóa cái này đi cái đã. Rồi, dán vào đây lại ha. Đó là hồi nãy cô nhìn nhầm thôi, chứ ngay từ đầu các bạn cứ thế là viết chứ không cần phải làm phức tạp như vậy đâu. Rồi, đậm lên. Xong ha. Rồi xuống dưới đây mình cũng không cần dùng tab nữa, mình bỏ đi nè. Tiếp là các bạn phải có một cái chữ ghi chú và có cái bạn phải có cái bullet ở đầu đúng không? Còn nếu không thì các bạn ở trường hợp này á, người ta cũng không yêu cầu thì mình có thể chọn cái insert symbol cho khỏe đi. Yeah. Symbol mà có cái hình bàn tay đó, không biết là bạn tìm kiếm thì vào trong cái more này ha. Và trong mình thường mình sẽ tìm kiếm cái form của mình nằm trong ba cái winning 1, winning 2 và winning 2, winning 3, tức là trong ba cái này. Chứ cái này là gạch 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 này. Winning 2 là cái hình này, có khi là có bàn tay, đây bàn tay đây đúng không? Rồi, insert. Ghi chú. Rồi hết in đậm. Tiếp theo các bạn thấy là giống như hồi nãy mình nói là cần phải có cái tắt phải ở dưới để tạo dấu chấm chấm cho đẹp đúng chưa? Thì các bạn ở đây thường là các bạn bấm đôi nó sẽ ra cái hộp thoại tab cho mình nè. Nhưng mà bây giờ nó không có thì thôi, nên không phải tắt phải, cô bấm nhầm rồi. Đây tắt phải đây. Không có thì vào home và chọn hộp thoại paragraph. Rồi sau đó các bạn bấm vào cái phần tab ở đây. Các bạn chọn số 15, chọn dấu chấm 2 chấm, save. Sau đó là ok ha. Thì các bạn thấy là xuống dòng được rồi, đúng chưa? Rồi, vừa đủ. Vậy là mình đã hoàn thành cái bài của mình. Có một số điểm chú ý, ví dụ như đây các bạn thấy là người ta dùng phong Tamil Roman đúng không? Còn mình đang dùng là Arial này. À, đó thì mình đổi lại. Được chưa? Đó. Thì khi đi thi các bạn chỉ cần làm như vậy thôi.